lots of books. If you are the books lover, this is where you are. Wow. Các bạn thân mến, bây giờ đây mình đang ở trên tầng cao nhất của một căn shop là vừa đọc sách, vừa uống cà phê, được gọi là Book Cafe ở Oxford Street, Sydney, Australia. Mời các bạn tham quan với mình nha. Nếu các bạn là những người mà thích về sách á, là đầy là hết sảy luôn. Tất cả sách gì cũng có hết á. Sách cũ, sách mới. Những cuốn sách mà những cái bìa nó cứng từ hồi thở nào á, ở đây cũng có luôn. How interesting. Vui ha. Ok, bây giờ mình đi tham quan nha. Đây là tầng cao nhất của cái căn bookshop này rồi á. Từ từ mình sẽ đi xuống cho các bạn nha. Đây mới là interesting nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cao dễ sợ luôn á. Rồi, 19, 8, 7, 4, 6, 5, 6, 7. Wow. Vui nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cao thì cao luôn. What page are you reading now? Ok, bây giờ chúng ta đi xuống tầng dưới nhất nha. Ở đây là tầng người ta uống cà phê, ăn uống ha. Các bạn đói bụng chưa? Rất là nhiều món ăn nha. Ngon nha, đủ loại ăn hết. Giờ alcohol nữa ha. Nhiều món ăn ngon nha. That's cool. Hello. It's starving. Đây là những cuốn sách có cây bìa rất là đặc biệt nha. More books nữa. Đã vui đó. Ok, bây giờ mình đi xuống tầng kế tiếp nha. Vui, đẹp lắm. Quá trời sách luôn. Đồ ăn, đủ thứ. Rất là interesting nha. Đẹp lắm. Cái cân dễ thương nè. Xe một chút cá dễ thương. Đây là tầng ground floor. Nhiều đồ thú vị lắm. Ok, vậy là chúng ta đã đến cái ground floor rồi. Ok, rồi bây giờ chúng ta đã ở đường Oxford Street rồi. Beautiful. Ok, thanks for watching ha. Hy vọng các bạn rất thích cái khúc phim ngắn này ha. Chúng ta vừa đi đọc sách, vừa uống cà phê, ăn sáng ha. Ở một cái book cafe trên đường Oxford Street, Sydney, Australia. Vào một ngày nắng ấm của cái school holiday này. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới chơi tiếp nữa nha. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ viếng thăm một căn bookstore khác ở trên đường Oxford nha các bạn. Ngon ha. Căn này cũng có rất nhiều đồ ăn. Salad, wow, yummy salad.
books, book more books nữa nè. Beautiful à. Đây rất là đẹp nha. Kitchen cooking. Chúng ta đi lên upstairs nha. Trên này cũng rất là nhiều sách luôn. Nếu mà các bạn là những con sâu sách thì đây là hết sảy luôn. Wow, nice here. Wow, đẹp lắm các bạn ơi. Wow, quá trời đẹp luôn, quá trời sách luôn. Ở đây nhìn ra ngoài đường cũng được nữa nè. Interesting ha, Oxford có nhiều căn book cafe rất là hay. Really nice. Wow, quá trời sắc luôn. Đẹp lắm. So many books. Các bạn thân mến, tiệm sách này á có rất nhiều góc độ rất là đẹp cho các bạn chụp hình. Chụp hình quay phim góc nào cũng đẹp hết. Rất là thích nha. Hôm nay đây mình sẽ đưa các bạn đi viếng thăm coi tất cả những cái bookshop mà dễ thương nhất của đường Oxford, Sydney. Mình chưa bao giờ đi qua. Hôm nay mình đi với các bạn học sinh. Dễ thương. Bồn. Rồi đi xuống nha. Rồi đi xuống. Rồi bây giờ mình sẽ order đồ ăn ha. Rồi bây giờ đã gần 2 giờ rồi, 2 giờ là hết được order. Oh, yum. Banana. Thank you. No worries. Wow. Try. It's very good. Ooh. Cheese. Oh, sorry. Đây là outdoor. Wow, dễ thương quá. Rất là tây nha các bạn. Rồi đi chơi tiếp nữa nha. Đây đẹp quá các bạn ơi. Rất là đẹp. Wow. Công nhận đường Oxford nó vắng nhưng mà có nhiều cái cảnh rất là đẹp. Dễ thương. Đẹp quá nè. Đây cũng là một cái book cafe lúc sáng. Lúc sáng chúng ta đi đó. Rất là đẹp.